Con này. Con này. Đây. Quên rồi đây. Đây. Đây con này mẹ này. Đây, cho cô ôm lên leo cây nha. Nhìn cô đây. Cô leo cây. Nào con cô đây. Con nắm qua cái cây này. Đây, cho cô ôm qua. Lên lên lên. Gôn nhát đi cái. Ui té 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 té. Đi vào. Đây. Rồi. Lên lên. Gôn đang leo cây. Đang ngậm một quả chôm chôm to đùng trong miệng. Như đây. Con này. Đây. Con có bạn leo cây chung này. Bạn nó hơi bị quậy. Nhìn bạn ngủ này cơ. Nhìn bạn hơi bị ngủ. À đây 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 đây. Sợ đây, giờ sợ đấy. À đây đây. Đây. Gôn hiền ghê hơn con nghĩ nó. Gôn trèo lên ngồi trên cây ăn thôi. Ham ăn đấy chứ không thèm trèo. Tập cho Emily leo cây. À tập leo từ cây nhỏ trước. Đây nè. Em đi cho lên cây này nè. Cây này nè. Cây này có mẹ đi. Mẹ điện thoại đâu rồi. Sợ mẹ đi. Đây, cho Emily leo cây này cho con. Thử đi con. Tập leo cây nhá. Mò nhảy một phát. Rớt điện thoại chị luôn. Chị đi dừng chóng lên đó kìa chị. À, nó thấy chị đi á. Cho nên con đừng khỏi sợ nó không xuống. Thấy chị đi là nó sợ. Miu muốn lên cây không ngon? Miu, Miu ơi. Miu ơi, Miu. Miu lên cây nhá. Đây, cho Miu qua. Này, Miu qua đây. Miu qua đây, Miu qua đây. Miu qua đây. Miu qua đây. Miu qua đây. À, bạn Gôn chứ. Miu qua đây. Gôn ngoan ha. Gôn bữa nay thích nhờ. Gôn lên chắc phải cho Miu xuống dưới trước. Gôn ơi. Đây. Miu xuống dưới nào. À, mấy xuống dưới nào. Đó. Đó. Ôi, con chó kìa. Ôi, chó. Có con chó nên là thôi, phải cho Miu lên. Con ta không nhốt chó lại ta. Ủa, con Mon đâu rồi? Con Mon đâu rồi? Mon ơi! Mon xuống đây nè, Miu xuống. Mon! Xuống đây nè, Mon. Mon ơi! Nào Miu này. Ăn hết cả ba trái trong chôm này. Gôn qua uống thử. Ca ca hả? Đây. Ngon mà. Này, gôn này. Chắc là hơi đắng mà không thích.
nè chưa. Rồi miết nè. Bên có muốn ăn khoai không? Chó lùa sợ quá nên giờ hai em đang ngồi đây chơi nha.